Anh giữ. Tao chỉ tao ước. Tao sẽ rất thịt xoa chỉ mà mua. Cái hôi ơi. Chùa lò mà lỡ bông lò hầu. Tam Giác Mạch xin phép giới thiệu với quý khán giả trên kênh. Hiện tại thì gian hàng nhỏ bé của Tam Giác Mạch có những sản phẩm bao gồm là trà đây. Đấy. Mật ong hoa bạc hà, sản phẩm thuốc đại tràng, HG, măng rừng này, dứa rừng này, rồi là chuối hột và đặc biệt là có sản phẩm mật ong khoái rừng tự nhiên xịn. Măng thì cực kỳ đẹp rồi. Đấy, nấm ngọc cẩu ngâm rượu nhé. Công dụng thì rất là rõ, bổ máu, bổ thận, kích thích đường tiêu hóa thông tiểu. Đấy, bổ dương cực mạnh nhé. Đấy, hoa đu đủ này, măng rất nhiều. Rượu kháu vái lèng. Đấy, mỗi khi mua sản phẩm thì sẽ được tặng thêm một chai để dùng thử. Ngoài ra thì có nụ tam thất và sản phẩm nghệ mật ong bạc hà ngâm nghệ đen. Tác dụng là chữa đau dạ dày, viêm loét dạ dày. Đấy, tăng cường hệ miễn dịch và ngăn sự phát triển của tế bào ung thư. Ngoài ra thì có bột tam thất này. Đấy, và cả hạt óc chó nữa mọi người nhé. Cô ba anh chị mua thì liên hệ theo số điện thoại 0816145678 là Tam Giác Mạch sẽ gửi cho ạ. Xin cảm ơn ạ. Mẹ đâu? Mẹ ở trên nhà. Đang làm đào đất à? Hôm qua đào xong rồi. Thế bây giờ làm gì? Đang nói chuyện với mẹ. Thế hôm nay có đông người giúp lắm à? Không, hôm qua mới có. Thế bây giờ chỉ làm cơm ăn thôi à? Đây là em của Khe hết à? Không phải, đây là con trai của anh Tú. Ông đi đâu rồi? Ông đang trên kia. Đang xuống à? Xem nào, xem mẹ hỗ trợ nốt ông là có cái bao xi thừa láng nốt đi nhá. Láng nốt đi xong là cái gạch dư thì xếp thành cái bếp cho cụ cũng được. Đấy, quan trọng là cái xi măng thừa là mình phải ấy. Cái này là đổ nước à? Làm gì đấy? Hôm qua mưa về. Mưa rơi đấy á? Sao rơi trúng chỗ này nhỉ? À, nó hát phải không? Hôm qua cơn bão đầu tiên to đùng, may không vấn đề gì nhỉ? Chắc chắn luôn mà. Ôi giờ. Đấy, ông cụ ở sạch sẽ đây. Đang chết cho dân à? Sao chỗ đá là? Họ cái tích chắc lắm. Chỉ chứng gì đó. Giờ họ tàu ít phư gì đó? Hả? Giờ họ ít tàu ít phư gì đó? Họ chỉ ta. Ông bảo gì? Lúc đi cho mình. Giờ hãy hát gì à? Hãy hát gì? Sao nói? Lúc cháy. Nó chạy là chỗ đá. Không vừa bảo gì? Vừa bảo là vừa nãy anh lửa họ gọi đi uống hai chén rượu. Lâu quá gì? Sâu lên. Sâu lên. Sâu lên mà hút gì mà sâu lên mà tủa. Sâu lên. Sâu lên mà lên khó cuốn lòng cho nó sao chỗ đá. Đấy đúng rồi, đồ rác các kiểu. Mua cành cây Anh lửa mang lên cho. Mang anh lửa mang cho rồi. Cái này dài quá thì cắt bớt đi nhé, tuổi nhé. Không dùng nó khó. Đấy, đẹp chưa mọi người? Mọi người góp ý cho Tam Giác Mạch là thiết kế một cái lỗ ở đây để mà khi có sự cố gì dùng. Nhưng mà nói thật là một mình cụ thì chắc cụ đi vệ sinh cụ cũng chẳng đóng cửa đâu. Đấy. Mà bây giờ nó là cửa tôn, mình cắt một lỗ thì nó sẽ hỏng hết cái kết cấu này, nhưng mà kệ nó đi. Đấy. Ủa? Hả? Con chị à? Nó chuyển á? Chơi không chơi được.
Ồ. Thế này khả năng anh sẽ thiết kế cho cụ một ít móc nữa, bởi vì phơi quần áo như thế thì ấy quá. Ê, quần áo của ai đấy? Con chưa. Ui giời ơi. Đừng phơi như thế nhá, tuổi nhá. Bỏ đi. Đấy. Ông không mang cái chiếu xuống à? Không. Chưa. Đi xem, bây giờ bảo ông đi xem là những cái đồ gì mà bọn anh hộ được, bọn anh sẽ hộ mang xuống luôn. Sau đó là hộ sắp xếp lại cái cuộc sống cho nó gọn gàng. À. Không, như thế này không được, phải mang em lên mua một cái móc treo quần áo. Móc treo tường. Cho nên bấm cho cụ. Mình bắn vào cái góc kia kìa để cụ treo đồ. Trên kia còn cái đồ gì không? Xem tổ trắng xem nào. Tổ trắng chẳng là cất lên. Đâu đây? Không có cho chung á. Nhưng mà mang xuống phải để gọn gàng. Đức chính nó mang hay chỗ này. Đức chính nó mà chung chiếc lầu này mà dùng chiếc lầu vẫn chất công mua. Nước này lo là cái này thì gặp bốc bằng muốn chỉ luôn là chỉ trâu là tụt tuổi cho chỉ trâu tụt tuổi to quá thấy là tụt tuổi chứ tụt tuổi giống á tụt tuổi là thế thôi nè tụt giống nó chỉ là hết chín chỉ nó chỉ trâu tàu á con tàu á nên thế thì có cái thùng này nọ này. Chào các anh chị và mọi người tiếp tục quay trở lại với Tạng Dương này. Hôm nay thì sau khi bàn giao nhà xong rồi, thì em mình đấy. Cụ có bảo là chuyển cái sọt thì cái sọt kia mà mọi người nhu chóc tao thì bây giờ còn lại cái khung nhà trơ xương luôn. Thật sự là trong một tháng mà anh em mình hỗ trợ cụ kêu gọi kết nối các nhà hảo tâm của chú anh chị và mọi người để mà dựng được một cái nhà lắp ghép đầu tiên trên kênh Tạo Giác Mạch, thì hôm nay mới là chính thức để cho mọi người nhìn thấy rằng nhà cụ có những cái gì. Thực tế thì không có cái gì rồi, và cái mà anh em mình dặn gia đình ấy là cố gắng dọn xuống hết, sau đó là phá cái này đi, bởi vì là bây giờ nó đang nghiêng rất là nhiều rồi, chỉ cần một cơn gió to như đợt vừa rồi thôi là rất sợ là nó ở đây mà nó đổ nhá mọi người nhá, nếu mà nó đổ nghiêng xuống dưới thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái căn nhà lớn. Do vậy mà anh em mình dặn cụ là là chuyển xuống luôn, bởi vì thế lâu thì sợ rằng là nó sẽ đổ cũng được. Thế nào nên, thế nào mà có giá trị thì mới mang thôi, còn những cái gì ấy thì bỏ hết thôi. Thế là thế năm nay là chỉ có phải là bao nhiêu nào? Nhiều năm, nhiều cổ trâu à? Lúc tivi từ từ giờ, lúc tivi lúc từ tivi nhá kìa. Thôi giờ. Tôi tổ nó mà lìa tài lắm. Ờ, tùa là. Phật chạy. Thế là phật chứ. Ờ. Nó mà thịt tạp quá. Nó nằm đằng xe mò ra chúng mình đi vô. Ở bên nông mà thiên một tà lâu giờ. Chua lò mà, chua lò mà cháy hơn. Tà lâu. Chúc chúc bà hai mà dưa cho mùa mù phát chạy chạy dưa mù vẽ khó. Tù dào vô mò 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 Ông không biết mở ga à? Tùa không ở nhà thì ông không biết mở. À, thế tí lại phải chỉ cho ông phát nữa. Vâng. Hôm nào chỉ cho tùa không dạy ông à? Có.
Chắc ông không nhớ được đâu. Không nhớ được bởi vì là ông lớn rồi ấy. Bây giờ dặn là... Thôi ở nhà thì thôi nấu cho ông. Thôi ở nhà thì ông đi làm khắp, đi làm, đi thủ làm bên này, làm bên này. Thế bây giờ là gia đình sẽ tận dụng cái ván, cái cây cũ để dựng cho cụ cái bếp củi ở bên ngoài nhé. Lúc nào cụ thích cụ đun thôi. Còn không thì có bếp ga, có đồ điện rồi mà. Thế mà. Dạ. Thì ở nhà đi làm là giấy phơi đấy anh ạ. Giấy phơi hay là dây dây phơi quần áo tiếng Mông nói như là. Đi tìm hộ cụ đi, cái đồ gì giá trị mình mang hết xuống nhà dưới. Có cái thìa với mấy cái đôi đũa kìa, mang xuống hết đi, mình hay dùng ấy. Thank you.
Đổ đi nhé. Đây này, nghiêng còn sắp đổ vào người luôn rồi. Cái nhà cũ này, nếu mà để lâu sợ nó đổ xuống cái nhà cũ này này. Hiểu không? Nà, cho đi chỉ dông lo. Chùa lo mà lỡ bông lo hào luôn. Bố có mà ông thầy ông thua ông chua vua. Chỗ cho nó phú cho ông bắt đầu vua vua yếu khỏi giờ. Vua yếu khỏi tốt tạch. Một cái sự khác biệt rất lớn từ căn nhà cũ cho đến căn nhà mới. Thật sự thì tiền như nào thì anh em mình làm như vậy, và trong cái khả năng mà các cô chú anh chị nhà hảo tâm giúp đỡ ủng hộ để mà có được cuộc sống như bây giờ. Mấy cái tôn cắt này thì xem là làm được cái gì thì làm cho ông. Dựng chuồng gà hay là dựng cái chuồng gà hay là muốn làm gì cũng được. Đấy, tùy gia đình thôi. Cái này muốn để cái đồ đen thì lấy gạch hay là lấy cái tấm ván về ép để cho xong hỏng cho chúng là để nó chứ. Để ngoài nào sẽ nó thấm đấy. Anh em mình còn phải hỗ trợ gia đình là tái thiết sắp xếp lại cuộc sống một chút nữa thì mới xong được. Thì ngày mai em sẽ lên là bàn giao nhà cho cụ, lắp biển cũng như là công khai tài chính. Thế nên là mình còn dư bao nhiêu, dùng hết bao nhiêu trong căn nhà này. Nếu mà dư thì mình sẽ để cho cụ mua con gà hay con gì nuôi nhá. Còn bữa cơm thì chắc là thôi, nhà cụ cũng không có điều kiện thì mình không làm bữa cơm nữa. Còn lúc nào mà anh chị mà làm được bữa cơm thì có lòng mời thì bọn em đến, còn không thì thôi. Coi như bàn giao xong thì cho cụ ở cho nó yên tâm, và mưa bão các thứ thì không phải lo nữa. Đấy, thì cái một bao xi thừa đấy em, lúc nãy em dặn tủa đấy. Cái chỗ nào mà còn chưa láng thì láng nốt đi. Láng đi cho sạch ấy. Còn những cái này thì đào xuống thấp thấp một chút cho nó ok. Và cái bìa, cái thứ đồ mà không dùng đến này thì mình sẽ dựng gạch này dựng lên, hoặc là gạch để đấy. Thì mấy nữa thì nhà chị làm nhà thì mang lên. Đấy thì... Có thời gian thì chỉ bảo mấy người giúp làm một cái nhà bếp này cho. Đúng rồi đấy. Đấy thì sẽ phải mất 1-2-3 xi măng nữa. Đấy thì làm cái nhà bếp cho cụ luôn. Thế cũng được nhé, đấy là chị tự tính thôi. Đấy. Xong là đồ đạc trong nhà thì tủa, nếu mà tủa ở với ông nhiều thì sẽ chỉ cho ông để gọn gàng này. Xong là những cái nồi niêu mà đen như thế này mình muốn để mình đặt cái gạch lên, hoặc là mình lấy cái tấm ván để vào, nó sẽ sạch nhà hơn. Đấy. Giờ chỉ bao khi lu bếp gà là? Chỉ bao khi lu bếp gà là? Chỉ bao hàng tơ luôn. Vừa nãy em bay với ông. Có mà cho hôm nay mà rất cả lắm. Giờ lâu vừa thế. Nên chỉ bao hôm nay. Chỉ bao. Mà bao mẹ ổn mà khi hát chỉ. Tụm nay ít tệ chứ mà nhỏ. Khánh con chất. Tại vì là cụ cũng lớn tuổi rồi nên là mọi người thông cảm. Cái tuổi 80 ở nông thôn đấy. Đây là lần đầu tiên mà cụ biết cái bếp ga là như thế nào và biết cái nồi điện là như thế nào. Do vậy mà cái vấn đề tiếp thu trong vấn đề bật hay không bật thì nó cũng sẽ là lâu hơn mọi người rất nhiều. Đấy. Cho đi khi power mà.
rất bao màu giống một mùi chén một mùi giò chén một giò của thịt bắp tua khi hôm nay bây giờ Olis này tua này hôm nay tua này hôm nay tua khi mà Olis tua mà Olis tua mà giờ uống xe khi ở giờ khi khi lo mình gì lo mình gì tỉ o đi nè bảo đẩy vào một tí, bảo ông đẩy vào một tí. Ờ, ít thăm đi. Ít thăm đi. Xí xí rồi. Đó, chỉ là chỉ rồi. Lại, lại, lại. Cháu là cháu khí, khí rồi. Khí rồi. Khí rồi. Cháu khí rồi. Không đẩy vào trong một tí đã. Ít thăm đi. Đó, chỉ là chỉ rồi. Đó, không biết mà. Ít thả ra, con thật tấn nó sẽ chống tao cháu. Bảo ông làm lại đi để ông nhớ đi. Tua, tua, ôi chào tua. Chắc tua. Khi chỉ mà tua. Tua cho ông nhắn. Đó. Đó, lỡ cạch một cái là tàu đó. Đây chỉ cho ông đi, chỉ cho ông để ông làm quen dần đi. Tháo tua mà. Chả cho các loại tao đi. Lọ, tàu lọ. Tàu lọ xuống. Chỉ bố là nó mà chỉ cầu nó chả cú dập tua chứ. Thử ông thử khi lại nào khi khi ngó bên dưới bên dưới bên dưới ngó bảo ông lấy một tay giữ cái này nữa ông mới chỉ để tua để tôi ít để ít thăm một tí mà thế này tôi được ít thăm một ít trả thế này ông thăm đi còn đi thăm đi thăm cổng lòng đi luôn luôn học kinh nghiệm này thôi to chị ạ quá lê tua hay nào ra tua nào đó, tôi sao tôi này nè. Tôi lúc nãy. Chặt chân đi. Vâng, chặt vào. Tao. 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 Mà chịu ấn thôi. Ý chi mà. Tao mà giờ. Ờ. Ông mà. Chờ bơm 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 cháu của mà ra chứ cháu của mà ra chút. Bảo ông nấu liên tục 1-2 ngày là nhớ ngay. Đấy. Nó có ông nó bên nó để món cho. Bảo cái bồn cầu ông biết dùng chưa? Cái đi vệ sinh ấy. Cái đấy mình đi vệ sinh xong mình ấn nút là được rồi đúng không? Cho ua nè, bao dùng gì bao? Chả đây bao dùng chứ thế. Bao dùng chứ thế bao? Giờ này mà cho thế mà. Mình vẫn cho chế lại. Mà đây chỉ tao lo là luôn. Thì tối nay dùng xong là thả xuống để cho ông cái té của ông đầy nhé. Mong từ ý hỏi giống con như tao không mà. Honey là cháu của ta mà ấn nút kia thôi. Tôi thua tôi bảo không. Chỉ lon cho mà. Chỉ ông nó chỉ không. Làm là chỉ ông. Giang cái có cho quá ông cháu à. Khen cái mà. Khen cái. Khen. Cho có cho nó nữa. Khi đâu? Khi mùa. Giờ là dầu dầu xong rồi cho ta mà bấm nút kia thôi. Bà Lý bao dụng mà. Bao mà. Chết mà. Bà Lý sáng mà bao hả? Bà Lý sáng bao mà. Bà Lý sáng mà. Mình sáng mà. Bà Lý sáng mà. Ông đi bệnh viện là ông biết rồi. Ây da. Không phải là nhiều lúc nó là vừa đáng thương mà vừa đáng trách mà cũng vừa buồn cười. Vâng vâng. Bởi vì là ở vùng cao ấy, nói thật là như cháu Hiệp thì đến tận lớp 10 mới biết cái bồn cầu nó là cái gì. Bởi vì là thứ nhất là gia đình mình không có, xóm mình không ai có, xã thì ít người có lắm. Đấy, phải đi ra ngoài huyện học thì mới biết thôi, chứ còn bình thường là vẫn dùng cái hố xí truyền thống đấy, nói thẳng như với quý khán giả là như vậy. Cho nên là những cái từ bếp ga, từ nồi điện hay từ những cái thiết bị đắt tiền như máy quạt các thứ thì anh em mình đều phải chỉ từng bước một. Đấy là với độ tuổi của các cụ và cháu nhỏ. Còn những cái lớp trưởng thành như anh em mình và trung niên rồi thì các cháu là các cháu là biết hơn
nhiều, do vậy mà không phải chỉ bảo nhiều. Mọi người cũng thông cảm nhé, bởi vì anh em mình cứ nhiệt tình và cứ phải tận tình như thế thì các cháu mới, các ông mới biết được. Ông 85 rồi thì cũng không phải đơn giản. Thì Tường với anh bảo ngày mai thì anh sẽ lên đây, anh bàn giao nhà thì anh sẽ mua cho cụ một cái chiếu này, một cái ổ khóa nữa này. Đấy, thế thôi. Là xong là hình như sẽ bắn cho cụ một cái móc treo quần áo nữa. Đấy là xong. Còn cái trên này thì gia đình sắp xếp là sớm sớm phá đi nhá. Không sợ là gió to về là nó đổ, nó xuống đây là nó hỏng hết nhà. Đó. Đấy thì ngày mai làm được làm, không ngày kia làm. Tháo dỡ hết đi, nhờ người đấy. Bây giờ không dám lên nữa. Bây giờ có dám trèo mái không nhỉ? Trèo lên để tháo bờ lô ấy. Được. Ừ, mê mê có mù tàu xứ lô. Mê là mù tàu, lô là lô là mù tàu. Mù ăn gì? Mù dè xíu, mù dè xíu. Đâu 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 mù lúc sáu mà tu mê mà mù tàu sư lúc sáu tu mê ra cháu nói là ba không gì mùi vô mùi sáu không mà đồ lo mà xài hay không vừa vừa cái nó thì mà cắt một cái tổ chức là chia cho tấn thằng anh ơi, thằng đi pư giống giống mà giờ, giống, ông ở trong anh giống, ở thất xem, nó ở chỗ chỗ, chỗ của cha giống, chỗ của mầm, chỗ mỏ cái nào mà ở ở chỗ trồng thảo nó từ nào mà ở chỗ bóc cỏ trồng cái mầm từ nào, hả? Cứ hà đi à, ôi tổ sư mà chú à. Ông cứ bảo là anh không ăn cơm nhà ông bữa nào đúng không? Ở bên trong cái mà khó rồi quy định tua, ấy chỉ mua mà xíu, phải mua cái gì nữa mà thế nào? Ở chỗ bên này ít hơn đó. Bên mua mà bên mua bên nào mua mà bên mua khó được. Ở bên chỗ bên này nó không thắt sen co. Qua lúc sẽ cho vào nhó, tu bòn đậu. Có đã chạy tổ chiếc mà thắt sân nó. Cô thắt sân con thắt sân tụ bòn đã ưu chứ. Ba giờ hầu ý có sơ sân lên. Mà ưu vông. Có mà ưu vông. Tôi chủ khách thì cho mọi người bán lãnh nó lúc hầu. Lý tư tàu. Chỉ mua cái tư tàu, ít khó rau tư tàu. Mà. Ở bầu cầu sân nó cho tôi nó thường xuyên. Cản tù. Cản tù. Cản tù bê tùa mà bê hòa giấy tờ tà mà bê mú. Giờ mà bỏ chị ua mà thả ít tù chị ua mà thả là thả tư thả tư tu nhà ti lỡ ua tàu mà hú ít tảnh mà lo nó ít tảnh mó ua tàu thì tao mà bu con mà ít tảnh mà có là giờ có phá là phá tụ phá 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 tụ phá mà tụ dành phá này rồi chia của hai cái nó ít tảnh thật ra thì cũng anh em mình thì thật sự là thứ nhất là góc độ địa lý thì nó xa, thứ hai là công việc đặc thù rồi, đến với dân xong là xong công việc là anh em mình cũng muốn về luôn nên là cũng chưa có nhiều dịp để mà ngồi lại ăn cơm với các cụ. Do vậy mà như lúc nãy ông nói đấy cũng là muốn làm một bữa cơm để cảm ơn các cháu sẽ thay ông cảm ơn tới các bác đã gửi tiền giúp làm nhà. Do vậy mà với cả nhà ông không có gì nữa thì anh em mình cũng nói rồi, anh em mình sẽ đến bàn giao nhà xong là sau này nếu như mà các con các cháu mà có làm được mâm cơm để mà chúc mừng ông có nhà mới thì anh em mình cũng sẽ đến dự chung vui. Còn không thì anh em mình sẽ xem xét tài chính xem dư giả như thế nào. Sau đó là sẽ giúp cụ mua 1-2 con gà nuôi cho đỡ buồn. Đấy, còn đâu thì cũng sẽ bàn giao nhà xong và anh em mình cũng xin kết thúc cái chương trình trao căn nhà thứ 24 cho cụ. Đấy, căn nhà cụ là căn thứ 24 rồi. Chuẩn bị xính ngọc nữa là căn thứ 25. Đó, còn nhà của em xính trơ thì anh em mình cũng bàn giao rồi. Tuy nhiên thì cũng muốn là các em sẽ có một cái bữa tân gia nhỏ nhỏ. Đấy, để mà báo cáo chính quyền địa phương và bà con lối xóm như vậy. Thì hôm nay anh em mình lên đây để phụ ông cụ là những cái đồ lặt vặt để mà cho xuống. Sau đó là trông nữa sẽ hướng dẫn gia đình là để đồ gọn gàng. Và bên cạnh đó là sẽ
sớm có cái quyết định để mà dỡ cái túp lều cũ kia, giả lại đất cho con dai, cũng như là để tránh những cái cơn gió bão nó ụp xuống thì gây hư hỏng cái nhà mới này thì cũng rất là tiếc. Do vậy mà có cái thước phim này để chia sẻ, thì một lần nữa là chân thành cảm ơn cô bác anh chị và mọi người đã đóng góp tiền để mà giúp cụ có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Tất cả những cái thiếu sót, những cái chưa được thì mọi người thông cảm, bởi vì đây là căn nhà lắp ghép đầu tiên mà anh em mình thực hiện. Do vậy là không thể thiếu được những cái sự thiếu sót. Tuy nhiên thì có bước đi thì mới biết là mình đi đến đâu. Đấy. Và cứ mỗi lần đến đâu thì sẽ là một cái câu chuyện để anh em mình lưu giữ lại. Thì mong rằng mọi người sẽ đồng hành với Tam Giác Mạch lâu và dài hơn nữa, để không chỉ nhiều hoàn cảnh ở khu vực này được giúp, mà tất cả những cái nơi khác, những hoàn cảnh khác khi mà khó khăn đều nhận được cái tình cảm của mọi người. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ dừng cái video này đã, để cùng nhau sắp xếp một chút. Và hẹn gặp lại quý khán giả trong video công khai tài chính, cũng như là những cái hoàn cảnh khác trên kênh. Xin chào và xin cảm ơn rất nhiều. Hả đây nhỉ? Mà ở từ chỗ là la táo luôn cho bu già, mà già sao tao già tuổi tuổi khai bên này tầng mà chỉ muốn cái thứ tao nào ấy khó giao mềm mềm thứ tao, bao co trò nó bị sợ, ở đây là già, mà mà cha mà từ già chỉ muốn là ơi tu mà chỉ học treo luôn, cha xe mà chỉ học luôn, đây mà ông hồn muốn bắt cả hàng mình nghe mình đúng không?